Em cứ yên tâm nha, nếu như anh mà có được về bên em thì chuyện chăm sóc em cứ để anh lo. Chuyện chăm sóc em cứ để anh lo. Wow. Có lương thiện không em? Dạ. Tôi khó trả lời, đừng hỏi điều đó, nó nhạy cảm lắm. Tôi hỏi... hỏi có lương bổng hay không thôi. Lương bổng hay không thôi. Dạ em xin chào anh MC Quyền Linh. Xin chào chị MC Ngọc Lan. Xin chào bạn nữ ở phía bên kia. Chào tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay. Em tên là Hồ Viết Bảo, năm nay em 29 tuổi. Công việc hiện tại của em đang là một ca sĩ tự do. Wow, ca sĩ. Dạ vâng. Hôm nay em có mang đến cho chương trình một ca khúc. Em xin gửi đến mọi người một ca khúc được mang tên Những Kẻ Mộng Mơ, một sáng tác của Nguyễn Bảo Trọng ạ. Biển vẫn cứ thế trong về nơi xa, kiều hoa ngôn rực rỡ và lấp lánh những nơi biển qua. Bờ cát vẫn nằm đợi sóng xô về, nhưng biển kia chẳng thể lại nhìn phía chân trời của làn sóng kia vội tìm hoàng hôn xa để kết đôi. Đừng mong mơ nữa hỡi biển ơi, chân trời xa lắm chẳng có ai đợi, phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát nâng niu biển thôi. Đừng mong mơ nữa hỡi kẻ mộng mơ, mặt trời tận nơi góc vũ trụ bao la, hoàng hôn đó chỉ là từng tia sáng mong manh từ nơi xa. Xin cảm ơn ạ. Một màn chào sân quá là ấn tượng. Rồi bây giờ mời nhà gái. Dạ em chào chị Ngọc Lan ạ. Em chào anh Quyền Linh ạ. Xin chào. Dạ em chào bạn trai, gia đình bạn trai cùng toàn thể các khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Bùi Thị Minh Như, năm nay em 25 tuổi ạ. Em đến từ một thành phố rất yên bình và bạt ngàn những đồi trà xanh và cà phê. Bảo Lộc. Đúng rồi ạ, đó chính là thành phố Bảo Lộc, thủ phủ của trà và tơ lụa ạ. Hiện tại em đang làm trong một khu du lịch và khu du lịch này có một con thác được bình chọn là đẹp nhất thế giới, đó chính là khu du lịch thác Nam Bri ạ. Wow. Em có thể hát một bài nào để đáp lại với nhà trai không? Cho phép em đọc một bài thơ để đáp trả lại bạn trai được không ạ? Để đáp lại thôi, nghe đáp trả nó nặng nề quá. Em xin gửi đến bạn nam cũng như các bạn khán giả bài thơ là Mai anh về Bảo Lộc với em không. Mai anh về Bảo Lộc với em không, nơi chứa cả tuổi thơ em trong đó, nơi yêu lắm dù từng con phố nhỏ, dẫu đi xa em chỉ muốn quay về. Anh biết không, cái cảm giác thích mê, vùi thật sâu giấu mình trong chiếc áo. Đêm phố thị, sương giăng mờ hư ảo, cốc đậu nành chậm chậm ấm đôi tay. Hai mình cùng ngồi lặng dưới hàng cây, nghe gió gọi, nghe bờ hồ nghiêng sóng. Có cậu bé khua đôi chèo lóng ngóng, cá không nhiều, liệu đủ bữa hôm nay. Về để nghe hương khói mắt cay cay, sao yên tĩnh chiều cầu an Phước Huệ. Nhà thờ bên đang vào giờ thánh lễ, vẫn đâu đây nghe một khúc kinh cầu. Về đi anh, mình cùng đến Nam Ri, nghe thác đổ giữa đại ngàn xanh thẳm, nghe chuyện tình dẫu ngàn năm còn thắm, một tiếng thủy chung anh có nguyện trong lòng. Trời ơi, chị mượn sao mà nó ngọt ngào, nghe ai cũng về Bảo Lộc hết trơn. Chỉ là một cái bài thơ cô ấy in ra để đọc dành tặng cho chương trình thôi mà cô ấy đã có đính đây một cái nơ. Đây là thể hiện một cô gái cực kỳ chu đáo luôn. Đây có phải là ưu điểm của em không? Chu đáo. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Hay quá. Rồi, mình nói luôn ưu điểm của mình. Đúng đi rồi. Nè. Dạ, ưu điểm của em là em tự lập ạ, quyết đoán, mạnh mẽ ạ. Em có thời gian quãng du học ở Nhật là 5 năm, các vấn đề về đi làm, kiếm tiền để mà chi trả học phí là em có thể tự làm được ạ. Giỏi quá. Em là một người hết mình vì công việc ạ, cho nên là đôi lúc khi mà mình hết mình vì công việc cho nên là em thường hay mang việc về nhà cũng như là không chăm sóc bản thân mình. Về ưu điểm thì có thể là em là một người rất thích chia sẻ và chia sẻ với tất cả mọi người những niềm vui và nỗi buồn. Em là một người cũng khá là cầu toàn á, cho nên là cái việc đó đâm ra nó làm cho em cảm thấy là nó là vừa là ưu điểm và vừa là nhược điểm của em. Luôn luôn muốn chu toàn đúng không? Dạ đúng rồi. Cái nhược điểm lớn nhất của em đó là hay quên. Em rất là hay quên. Em hát em có quên lời không? Dạ đôi lúc cũng có ạ. Trời đất. Dạ, em còn hay bị là một cái là hay nổi nóng.
Dạ vâng, em lâu lâu em hơi nóng tính một chút xíu, nhưng mà cái việc nóng tính của em chỉ diễn ra trong khoảng một vài phút thôi, sau đó là em lại bình tâm lại. Một vài phút là đủ gây ra tai nạn rồi. Một vài phút có đủ để làm tổn thương những trái tim đơn lẻ rồi. Thì đó là một cái nhược điểm lớn nhất của em. Em rút lại một vài giây được không? Em rút lại một vài giây được không? Em đổi lời lúc nào em nóng tính em hát được không? Dạ, dạ cũng được luôn ạ. Ừ, cái, dạ, lúc vậy đó... đi cho nó nhẹ nhàng đi. Dạ vâng ạ. Ha? Với lại lúc nãy em có nghe bạn nữ nói là vì bạn nữ làm việc nhiều quá cho nên là đôi khi bạn nữ không có chăm sóc cho bản thân mình nhiều. Em cứ yên tâm nha, nếu như anh mà có được về bên em thì chuyện chăm sóc em cứ để anh lo. Chuyện chăm sóc em cứ để anh lo. Wow. Bắt đầu xuất hiện ngôn tình rồi đó. Ê, nhà gái, em con đường tình duyên thế nào rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình rồi ạ. Một bạn là thời cấp 3 và một bạn ở bên Nhật ạ. Bên Nhật yêu nhau lâu không? Dạ 3 năm anh ạ. Trời, 3 năm nó đầy kỷ niệm luôn đó. 3 năm ở một nơi xứ người. Đúng rồi. Các bạn nương tựa nhau. Nhiều kỷ niệm lắm. Chia đó. Chia sẻ với nhau rất là nhiều nhưng mà không thể ở bên nhau được. Chắc là buồn lắm hả? Dạ. Chị qua chị nhiều chuyện coi nhà trai bao nhiêu mối tình. Dạ. Trai chắc cũng khá lắm à. Dạ, dạ chị lại. Thì về tình trường của em thì chắc là em có 3 mối tình. Thấy chưa? Thấy chắc khá là rồi. Có 3 mối tình đó. Chắc là thấy khá rồi đó. À, lúc thật sự là chính xác là 3 mối tình. Ừ. Mối tình gần nhất của em là kéo dài 4 năm rưỡi. Khi em gần tiến đến sắp sửa sẽ cầu hôn bạn đó. Nhưng vì một số cái lý do giữa cả hai đứa cho nên là tụi em đã phải chấm dứt. Giờ sao? Giờ muốn quen cái người mới như thế nào nè? Dạ thì như hồi nãy là bạn nữ có nói là bạn nữ có cá tính độc lập, tự chủ về tất cả mọi thứ. Đó là mẫu hình tượng mà em rất là mong muốn tìm được một người như vậy. Bên đây là hình mẫu người phụ nữ Việt Nam luôn đấy. Có đủ luôn á. Thật ra nãy giờ á, mình nghe cô gái nói thì cô gái này gọi là có đầy đủ những cái gì em muốn. Thậm chí có hơn luôn. Tôi không phải nịnh đàn gái chứ tôi thấy là đàn gái ok. Rồi giống người Nhật quá ta. Xinh xắn dễ thương, bản lĩnh. Tôi cũng rất tự hào về nhà gái của tôi. Còn nhà trai tôi thấy hát hay, cũng đẹp trai, cũng thông minh, cũng nhanh nhạy ha. Bây giờ mong muốn nhà gái có bạn trai như thế nào? Một mẫu hình gì nói coi, coi giống bên kia không? Dạ em mong muốn người bạn trai của em đầu tiên là phải là người trưởng thành ạ. Trưởng thành có. Dạ. Không cần quá đẹp trai. Cũng hơi được. Hơi đẹp trai. Dạ không cần quá đẹp trai nhưng mà sống phải tử tế lương thiện ạ. Có lương thiện không em? Dạ. Khó trả lời, đừng hỏi điều đó, nó nhạy cảm lắm. Tôi hỏi hỏi có lương bổng hay không thôi. Lương bổng hay không thôi. Có lương bổng không em? Dạ lương lương cũng bay bổng vậy lắm đó. Dạ lương em cũng bay bổng vậy lắm. Người ta quan trọng lương bổng. Dạ hỏi cô gái đâm ri đi với ai? Dạ hôm nay em đi với 2 chị gái của em ạ. Trời dạ ơi. Chào nhà gái. Dạ nhà gái xinh xắn. Người ta chỉnh chu chưa? Mời những cô gái bram ri. Dạ xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Ngọc Lan, chào em, chào bên đàn trai, chào tất cả các bạn trong khán giả trường quay. Nhìn thấy bạn nam thì cũng khá là dễ nhìn, hát rất là hay. Nhà chị là 4 chị em gái, bé Như là con út thì mọi người trong nhà lúc nào cũng rất là yêu chiều bé Như. Nhưng mà khi mà bé Như đi qua Nhật á, thì mọi người hoàn toàn bất ngờ vì bé Như là một người rất tự lập. Ở trong bạn đấy là có những cái tiềm năng mà gia đình cũng khá là bất ngờ về bạn này. Nên là gia đình cũng mong muốn rằng bạn cũng sẽ tìm được cho mình một người nào đó có thể là sau này sẽ rất là hạnh phúc. Nghe chị ấy nói bây giờ tôi mới ngược lại, nhà trai bảo trọng nha em. Bảo trọng nha em. Rồi còn đây là chị hay là em của nhà gái? Dạ em là chị ạ. Chị thứ mấy? Dạ em chị thứ 3 ạ. Em thấy anh sao? Em thấy anh rất là đẹp trai, có tài. Còn bên đàn gái thì gọi như là trai tài gái sắc rồi ạ. Dạ nếu mà em cảm thấy con tim mình rung động thì em hãy cho chàng trai bên này một cơ hội để hai người cùng bước đến một con đường dài hơn. Mấy chị em ai còn ở không? Hiện tại là chỉ có một bé ở nhà là... Ở không thôi hả? Không phải là ở không. Bé nhà có gia đình hả? Dạ. Còn 3 chị em ở không hết hả? Đi gã, gã thêm bé này nữa. Để tụi tôi lo mấy vụ này hết cho. Rồi, bây giờ thì mình đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi với những người đồng nghiệp của em.
Đây là những người cùng em làm việc về âm nhạc ạ. À, rồi, chào em chào trai. Chào nhà trai ạ. Dạ, em xin chào MC Quyền Linh ạ. Chào MC Ngọc Lan ạ. Dạ. Chào mọi người trong trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ, em xin giới thiệu em tên là Kiên ạ. Thì nãy giờ em ngồi nghe bên nhà gái đã chia sẻ có vẻ hơi uổng phí khi mình chưa tới Bảo Lộc ạ. Dạ, mới nhìn người Bảo Lộc thôi, nhưng em thấy yêu Bảo Lộc rồi đó. Ê. Dễ thương á. Nghe đã đôi tai thiệt. Những cái tài năng của bạn nữ bên này thực sự là khiến cho em rất là ấn tượng. Anh Bảo là một ca sĩ thì cái công việc về thời gian, về tính chất công việc nay đây mai đó, rồi cái sự bấp bênh rất là khó. Rất là bấp bênh. Cái đó là cái mà nhà gái chú ý ha. Em sẽ đề nghị với anh Bảo, nhất là anh Bảo làm rể ở Bảo Lộc rồi dắt bọn em đi thì quá là tuyệt vời. À, cảm ơn nhà gái, nhà trai rất nhiều. Để ca sĩ với gọi là thi sĩ chúng ta gặp gỡ nhau thế nào nha. Mở nào. Anh chào em. Như những cặp đôi khác, họ sẽ dành tặng những đóa hoa cho nhau. Dạ. Nhưng anh nghĩ anh không có giống như vậy, là bởi vì đóa hoa đẹp nhất đang đứng trước mặt anh rồi. Đóa hoa đẹp nhất đang đứng trước mặt anh rồi. Và anh chỉ có thể muốn nói với em là anh sẽ tô điểm cho đóa hoa đó. Anh có chuẩn bị cho em một cặp hoa tai. Anh xin phép đeo lắm. Đây chị cầm đó, chị cầm cái hộp. Tôi đang xem bộ phim ngôn tình gì đấy. Giật ra. Trời ơi, ông rung. Em rung quá. Rồi đeo đi. Em thông cảm với anh ơi, rung lắm. Cho nên là có lỡ đâm vô thịt thì em đừng có. Ta có cái lỗ sẵn đó nha. Làm xong rồi làm ra cái lỗ khác đi. Không lẽ tôi tổ chức đám hỏi đây luôn chứ. Bây giờ em trai về đây ngồi đi nào. Chưa, nhà gái chưa tặng quà. Ủa nha. Ủa gì hả con? Trời hôm nay em mang từ Lâm Đồng lên một bức ảnh, một bức tranh tặng anh ạ. Anh có thể mở cái bức tranh này ra để em nói về ý nghĩa bức tranh được không ạ? Ok. Em phụ anh nha. Ok. Anh sẽ tặng. Em gửi tặng anh thác Đam Ri, đây là biểu tượng của quê hương em. Và em tặng món quà này gửi tặng anh và hy vọng rằng anh có thể để món quà này trong một vị trí ngôi nhà của anh ạ. Anh sẽ để vào nơi mà luôn luôn lúc nào anh cũng thấy, đó là trong trái tim anh. Rồi, đem về đây đi nào. Được. Bây giờ tới lúc mình trò chuyện. Hai đứa bấm nút luôn không? Hai đứa bấm nút luôn không? Bấm nút luôn không? Bấm nút luôn á. Anh nhìn rất là lịch lãm ạ. Còn anh nghĩ gì về em ạ? Đúng, đây là cái gu của anh rồi. Chắc là ngày hôm nay sau khi anh rời khỏi chương trình này, anh sẽ có một người gọi là người yêu của anh. Anh biết rồi. Nếu như ngày hôm nay em không bấm nút thì em vẫn hy vọng anh có thể làm bạn và có thể dẫn gia đình anh cũng như bạn bè đồng nghiệp anh đến quê hương em. Và thật sự là cái rung động ban đầu nó rất là cần thiết á. Nếu như mà em làm anh buồn thì em mong rằng anh cũng có thể tha lỗi cho em nha. Cô nói vậy hẹn hò sao mà em đưa ra thử cái vấn đề coi sao. Anh nghĩ là quá đó. Chắc là có những vấn đề gì mà chúng ta chưa có hiểu được với nhau. Thì anh nghĩ là cái bước sau này, sau chương trình này thì có thể là chúng ta sẽ tìm hiểu nhau. Còn cho nhau một cơ hội hay không thì cứ để thời gian sẽ quyết định. Mới vô nói xa xôi quá vậy. Chắc là cô này cũng hơi lo lắng về chuyện xa xôi đó. Cái mong muốn của em là gì? Thật sự là em cũng muốn một bạn ở gần nhà em một xíu. Tại vì là em là con út và em muốn là làm sao mà mình lo được cho mẹ nữa. Người ta dọn nhà lên ở luôn rảnh được không? về khoảng cách để em lo cho gia đình thì anh nghĩ là điều đó anh sẽ hỗ trợ em được, tại vì vấn đề rất là dễ cho nên em đừng có lo quá. Bảo Lộc cũng hát rồi sao? Thành phố Hồ Chí Minh cũng hát mà. Anh nghĩ là có một ngày nào đó anh sẽ đem tiếng hát của anh lên tận trên Bảo Lộc để hát cho em nghe mà. Ben nghe câu này Ben cũng hơi lo. Chắc sắp có một người bỏ Ben. Nói vậy rồi thôi mình quyết định thôi. Nào. Bấm nút.
là chúng ta quyết định hẹn hò với nhau. Còn nếu như chúng ta cảm nhận không rung động, chúng tôi cũng khuyên không nên bấm. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. À, rồi, em gái không bấm. Thật ra một câu chuyện rất đẹp, đẹp lắm các bạn. Nhưng mà khi em gái nói câu đó, tự nhiên tất cả đều trùng lại, đứt ngang một cách đột ngột như vậy. Sau chương trình này em vẫn sẽ kết bạn với bạn. Em vẫn đi Bảo Lộc. Dạ vâng, em vẫn sẽ đi Bảo Lộc. Biết đâu mua nhà để trồng trà. Dạ. Để bán trà, uống trà. Dạ vâng. Để nghe đọc thơ. Dạ. Tên là Minh Tu, 24 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên chăm sóc khách hàng tại trung tâm Anh ngữ. Quê mình ở đâu Tú? Dạ, quê thì ở Quảng Bình nhưng mà em sinh ra ở Biên Hòa, hiện tại đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em chào em Quyền Linh và chị Cát Tường và 500 chị em khán giả. Em tên là Phạm Thành Bắc, hiện tại em làm trưởng phòng thiết kế công ty Game Mobit ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê bạn ở đâu? Dạ quê em thì ở Bắc Ninh ạ. Muốn vợ lắm chưa? Háo hức lắm rồi. Háo hức lắm rồi hả? Rạo rực lắm rồi. Rạo rực cỡ nào rồi? Dạ đến đỉnh điểm rồi. Đang muốn vợ lắm rồi. Dạ đỉnh điểm muốn vợ rồi đó. Mình đã trải qua mấy cái cuộc tình rồi? Dạ hiện tại thì mới tình chính thức thì chưa có, còn chưa chính thức thì dạng như là đi đi đâu? Giao tiếp với lại mấy bạn nữ thôi à. Chưa có chính thức. Dạ. Là chưa có yêu đó hả? Dạ vâng ạ. Có hôn giao chưa? Tiếp gì? Dạ hôn thì có rồi mà. Ủa kỳ vậy. Ủa hôn là giao tiếp đó hả bạn? Có gọi là giao lưu hả? Dạ giao lưu hôn hôn xã giao hả bạn? Xã giao. Dạ nói chung là mối tình của em thì chỉ có thời học trò thôi ạ. Dạ từ năm em học lớp 5 thì cũng có. Lớp 5 yêu gì? Dạ thì bạn nữ nói thích em thì em cũng nói thích lại, xong rồi hai đứa mỗi sáng đạp xe với nhau đi học thì thôi. Trời ơi. Rồi năm lớp 5 mình quen yêu rồi mình có hôn xã giao luôn. Dạ có bạn nữ hôn em thôi. Trời ơi. Quỷ. Rồi thôi như không có mối tình nào đi. Dạ. Cái chuyện nó nhỏ lắm. Ủa mà nãy nói nhiêu năm nay nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 87, 29 tuổi rưỡi à. 29 tuổi rưỡi mà chưa có mối. Dạ. Tình nào chính thức đàng hoàng hết hả? Dạ hiện tại thì chưa có à. Ủa là mình có bị gì không? Em chuẩn men chị ơi. Hả? Em chuẩn men chứ không có bị nửa vời. Dạ. Tại sao người ta 21, 22 người ta có tình yêu rồi. Hả? Mình tới 29 gần 30 mình chưa có tình yêu. Mình phải xem lại xem. Một là mình khó quá. Dạ. Hai là mình có vấn đề gì đó. Ừ. Ở một thế hệ nào đó. Ba là hình như là mình có một cái tật gì đó mà ta không thích. Mình có tìm ra nguyên nhân không? Lâu lâu em ngồi suy ngẫm. Ừ. Ngẫm sao? Nói tôi nghe. Gắm ra được có thể là do em ngại mở lời. Ngại mở lời. Và ngại cưa cẩm. Với lại câu của em thì nó có cái là khan hiếm nữ giới. Nhưng mà không lẽ trên con đường đi về trong lúc giao tiếp bạn bè cũng phải có nữ, những nhiều cô xinh đẹp chứ. Dạ. Ví dụ trong hội trường này cũng nhiều cô xinh đẹp lắm chứ bộ. Có thích không? Thích cái đẹp không? Dạ tất nhiên ai cũng yêu cái đẹp à. Có khi nào chọc gái không? Chọc gái thì em chọc có văn hóa thôi chứ không có chọc người bà. Ai nói bạn chọc không có văn hóa đâu. Nhưng mà có chọc hay không để biết gì. Mình có là yêu phái nữ không á? Dạ có. Có đúng không? Dạ. Còn mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình rồi. Quen từ hồi thi tốt nghiệp xong. Học đến năm cuối đại học. Trời ơi cũng lâu, 4 năm trời. Dạ. Tại sao chia tay? Chắc do em ra trường sao em làm nhiều quá, không chia sẻ với bạn nam nên. Vậy là lỗi do mình. Dạ. Quen mình phải dành thời gian cho nhau chứ đúng không? Dạ. Mình đã thật sự muốn tìm người để tiến tới hôn nhân chưa? Dạ. Nếu được thì chắc khoảng 2-3 năm nữa. 2-3 năm nữa được em không? Phải chờ. Dạ được. Cưới thì có thể một ngày là cưới xong, mà ở với nhau thì cả đời, cho nên là mình cũng phải tìm hiểu. Ừ. Bây giờ mình muốn tìm hiểu một cô gái như thế nào? Em không tìm một phụ nữ toàn diện mà em tìm một bạn vô duyên, vô tư và duyên dáng nè. Tóc dài hơn em. Cũng hài hước đấy chứ. Mình muốn tìm mẫu người bạn trai lý tưởng của mình là người như thế nào? Dạ bạn trai không có nhậu nhẹt nhiều, không có hút thuốc, không có gia trưởng. Có nhậu nhẹt hút thuốc có gia trưởng không em? Dạ tại em phải đi tiếp khách à. Thì cái đó thì lâu lâu thôi à. Còn gia trưởng thì không, tại vì em sống tự lập không à. Không có ai đâu có làm gì được đâu gia trưởng. Biết đâu sống có người khác thì gia trưởng sao? Dạ không anh. Có cái điều gì mình tối kỵ mình không thích ở người bạn trai không? À bị hối. Tại sao mà đều có tối kỵ? Hối bình thường mà làm gì tối kỵ? Hối có làm ta nghèo, hối có làm gì không mà tối kỵ?
Bị hói nguyên đầu thì được anh, mà hói lẩn chẩn thì không có đẹp. Nếu mà muốn hói nguyên đầu thì cạo luôn, lóc luôn có gì đâu. Dạ, cạo thì được. Được mà chị. Mọc không nổi đâu. Thế nãy giờ bạn tưởng tượng là người bạn gái bên này như thế nào? Cái giọng nói của bạn ấy thì nghe em dịu, đúng tần số của em thích. Có đoán ra được ngoại hình không? Có thể là nhỏ nhắn, tầm 1m57. Nói chung là em suy nghĩ bạn ấy rất là nữ tính. Qua anh coi đàn gái như thế nào nha. À, xin chào. Cho em nhìn ké nha. Không có được. Từ từ. Thương. Cảm ơn anh. Em có thích là người đàn ông có thể lúc nào cũng ga lăng với phụ nữ không? Dạ có, nhưng mà vừa phải thôi. Gặp ai cũng ga lăng thì phải xem lại. Hồi lúc chưa có người yêu thì gặp ai ga lăng đúng rồi. Dạ. Như có người yêu thì ga lăng với người yêu thôi. Dạ đúng rồi. Được không? Dạ được. Bên đàn trai là phù hợp. Phù hợp lắm đấy. Đàn trai cũng may mắn được gặp đàn gái đấy. Cảm ơn. Chúc may mắn nha. Dạ. Dễ thương lắm. Dạ. Dạ anh thua là rồi. Anh nói dễ thương là mình như thế nào? Quá. Hôm nay mình có đi với ai không bạn? Dạ em có đi với chị gái và bạn thân. Dạ em chào chị Cát Tường. Rồi, chào anh Nguyễn Linh. Sao thấy em rể tương lai mình được không? Dạ thấy bạn trai bên đây thì lanh quá, còn em gái của em thì rất là hiền hậu đậu nữa, thì không biết là có phù hợp với cái bạn trai bên đây không. Tối Thành thì mong là bạn trai sẽ quan tâm thương yêu em gái của mình nhiều hơn, tại vì từ nhỏ nó đã mất tình thương rất là nhiều, ba mẹ thì mất hết rồi ạ. Chị buồn điều đó nha. Dạ. Tôi nghe nói là chị là người đăng ký cho em gái mình tham gia chương trình này đúng không? Dạ đúng rồi chị Cát Tường. Chắc là chị gửi gắm vào đây rất là nhiều điều. Mình muốn nghe bạn trai nói một câu gì đó với người chị của bạn gái. Em nghĩ là em sẽ mang đến cho bạn ấy một cái tình cảm chân thành. Dạ. Hy vọng những lời nói của em sẽ thành sự thật. Dạ. Để cho hai trẻ gặp nhau xem thế nào nha. Kéo màn lên. Chào bạn. Mình tặng bạn món quà nói chung là quý giá nhất đời mình. Thì, cảm ơn anh. Mong là sẽ được gặp nó nhiều lần hơn nữa và dài dài nhé. Dạ. Cái gì bạn? Mà quý giá nhất đời. Bạn mình có hoạt động đâu mở thôi có gì quý. Có thể mở à? Tôi cũng tò mò lắm á. Đúng rồi đó. Quý giá nhất đời luôn. Gì mà quý giá cả cuộc đời mình? Là gì? Con cừu à? Con cừu là sao quý giá cả cuộc đời chị chưa hiểu, em giải thích cho chị với em hiểu không? Dạ không. Em cũng không hiểu. Anh giải thích giúp em với. Giải thích đi. Mỗi ngày em ngắm nó em sẽ liên tưởng đến anh. Ủa là sao? Biệt danh của anh là cừu à? À. À. Anh cừu. Biệt danh của em ở nhà là cừu. Nhưng cũng liên quan gì quý giá cuộc đời. Tưởng đâu ông thằng tặng cái thẻ ATM. Thẻ ATM thì tất nhiên sau này sẽ có à. Cảm ơn anh. Rồi, cảm nhận đầu tiên thế nào? Thì anh thấy em dễ thương. Cảm ơn anh. À, em có nét rất là giống chị. Nhìn hai chị em rất là giống nhau. Trời ơi. Em rất giống ba và cũng giống mẹ. À, thì qua những cái thông tin nãy anh nghe thì anh nghĩ là mẹ anh sẽ thích em. Nên là hy vọng là em chấp nhận anh. Dạ. Làm gì hy vọng, chưa nói gì hy vọng. Phải thuyết phục làm sao cho bạn nữ an tâm để chứng minh mình là một người đàn ông có thể lo cho người phụ nữ được. Bắt đầu. Nếu mà hai chúng ta hẹn hò thì anh sẽ cố gắng phấn đấu cho vì anh em và hai chúng mình. Từ khi quen em, anh đã biết bối rối vì những lúc thoáng nghe em cười. Anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu ơi, xin em chờ quên. Ngàn hoa trên cao, ngàn hoa đã lắm lanh lắm. Nụ hôn hai ngày cho anh rồi. Thầy nha, thầy nữ hát hay đấy. Do là bạn nam bắt tông cao bạn nữ là hát thôi. Được đấy. Thôi cái chuyện này mình tập sau đi. Bây giờ nếu lấy nhau về thì tiền bạc, kinh tế, quản lý như thế nào? Dạ thì như là vợ sẽ giữ ạ. Xong mỗi lần em chi tiêu thì em sẽ xin bạn ấy. Xin vợ với xin, xin bạn. Xin bạn vợ. Xin bạn của vợ nè. Bạn gái muốn có một cái buổi gặp mặt đầu tiên sau ngày hôm nay rất là lãng mạn, bạn cho tổ chức như thế nào? Tối nay thì em nghĩ là gió mát chân thanh, cho nên là hai đứa mình có thể đi ăn uống cà phê, xong mình đi xem phim, xong anh chở em đi dạo công viên. Chưa lãng mạn, cái gì lãng mạn hơn ấy? Em sẽ nấu một cái vài món ăn nhẹ, xong mời cô ấy đến ăn.
đốt vài cái nến, rồi nói chuyện với nhau. Cũng chưa đặc biệt. Ấn tượng ví dụ bữa đó em nấu một món đặc biệt thôi, lẩu mắm xong đốt đèn cầy, ăn mắm xong cầu hôn, ví dụ vậy. Ấn tượng. Bây giờ nè, em cho em suy nghĩ 30 giây, em nói một câu nào đó thật là lãng mạn, coi như là cầu hôn của bạn ấy. Nào, từ từ đứng lên đi bạn. Cơ hội dành cho bạn đấy. Đến gần. Nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Phanh tay làm chi? Nào, hãy nhìn thẳng vào mắt bạn gái ấy để suy nghĩ mình sẽ nói gì. Nhìn thẳng mắt nha. Anh thấy rất là thích em. Em có chấp nhận tình cảm của anh không? Không có hỏi câu đó. Làm lại. Làm gì nào được thì thôi. Anh nhìn thấy em, mắt em rất là đẹp. Trong anh muốn nhìn thấy đôi mắt này hoài. Vậy nên là mong em bấm nút ha. Câu tới hoài là vỗ tay, tính vỗ tay rồi. Em có bấm nút nghe vô, chắc hút. Chúng ta sẽ nhớ mãi giây phút này. Suy nghĩ thật kỹ nào. Nha, đây này. Đó, tất cả mọi ý kiến từ nãy giờ đều là tham khảo thôi. Còn mình mới là người quyết định chính. Phải đưa ra chứng kiến của mình, chính lời lẽ trái tim của các bạn. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Một tay đi các bạn. Một tay bạn ấm hơn một tay em. Đúng rồi. Một chàng trai chưa có mối tình nào hết. Và trong ngày trọng đại này, chàng trai thật tình đấy, nhưng mà cũng phải sâu lắng hơn chút xíu. Có đôi khi chúng ta dẫn chơi đùa vui, nhưng mà lúc nào quan trọng hãy cần chứng minh tình yêu của mình. Ha, tôi tin rằng bạn làm được điều đó. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, lời đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, chào em. Tất cả mọi người đang có mặt ở đây và bạn nam bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Bích Hạnh, em sinh năm 1990. Công việc của em là kế toán. Em đang ở quận 7 và em làm một công ty ở Nhà Bè. Quê em ở Quảng Ngãi ạ. Quê Quảng Ngãi, ở thì ở quận 7, làm thì làm ở Nhà Bè, đúng không? Sinh năm 90, vậy là năm nay nhiêu? 20... Dạ không, 31 tuổi. 31 tuổi, 31 tuổi, đúng rồi. Rồi, mời nhà trai. Dạ, em xin, lời đầu tiên em xin phép chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, xin chào em gái kế bên và xin chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Võ Minh Tâm, 38 tuổi, quê quán ở thành phố Hồ Chí Minh, hiện ở nhà em ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Em là viên chức nhà nước đang công tác tại phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện Trưng Vương thành phố Hồ Chí Minh. Công việc cụ thể hiện tại của em là nhân sự ở bộ phận lưu trữ hồ sơ bệnh án để hỗ trợ các bộ phận liên quan giải quyết vấn đề liên quan đến bảo hiểm y tế. Dạ em xin hết. Trời ơi. Anh còn gãy quá. Dạ. Hay, nghĩa là hồ sơ tất cả gì mà y tế bảo hiểm kia rồi lưu trữ là biết hết đúng không? Thanh tra xuống mà hỗ trợ mấy bộ phận thanh tra. Rồi ok. Rồi bây giờ mình nói về mình chút xíu nữa đi em. Điểm mạnh điểm yếu của mình nói cho bạn trai nghe. Dạ, ưu điểm của em là mọi người nhận xét em là nhìn có vẻ hiền và thật thà. Em luôn cố gắng là giúp đỡ mọi người trong cái khả năng của mình. Và nhược điểm của em thì chắc là rất là nhiều ạ. Đầu tiên là em nổi cộm thôi. Dạ. Thứ nhất là dễ nhìn, nhất là em hay đỏ mặt. Tại vì là em khi mà gặp cái vấn đề nào á thì kiểu như là sẽ đỏ mặt. Dạ. Cái đó không phải nhược điểm, cái đó là điểm đáng yêu. Bỏ qua đi. Dạ. Với lại là em hay tự ti về mình. Đó, cái đó là nhược điểm đó. Dạ. Mắc mớ gì tự ti. Tại vì lúc nhỏ là em cũng hơi thừa cân, nên là em cảm thấy là ngoại hình của mình là nó không có được ổn. Nên là em cũng tự ti. Dạ. Tự ti tới năm bao nhiêu thì hết tự ti? Đến khi em vào đại học. Em vào đại học thì cân nặng của em cũng là khoảng 60kg. Xong em ra trường đi làm thì cũng không có nhiều thời gian. Xong em mới quyết định là em đi tập thể dục. Và em đăng ký lớp huấn luyện viên PT. Rồi em kết hợp luyện tập và ăn uống. Rồi em giảm lần số ký của mình. À, là bây giờ là em đã tự tin chưa? Dạ cũng chưa hẳn. Em vẫn còn kiểu như là tự ti về. Cũng còn đâu đó gần tự ti của mình. Em tự ti vậy rồi chị sao? Trời ơi, Phật nó vậy nó còn tự ti nè, Linh coi chịu nổi không? Dạ, ngoài ra thì em cũng nhược điểm là em hay nói nhanh. Khi mà em cảm thấy hồi hộp thì em sẽ nói rất là nhanh. Ví dụ như bây giờ vậy đó đúng không? Dạ. Ngoài ra thì em nấu ăn được, nhưng mà nhiều người nhận xét em thì ăn không có ngon. Nấu ăn không ngon? Dạ, nhưng mà em rất là thích nấu ăn. Ừ. Dạ. Ngoài ra thì
thôi mình bí mật đi, đưa lên để cho bạn 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 trai bển find out tiếp nha. Dạ, em nói chung là dễ thương lắm, em đừng có tự ti gì hết nha. Dạ, em cảm ơn mình chị phải tự tin lên. Dạ, em cảm ơn chị. Em tự tin chị mới tự tin được, ok. Em cảm ơn ạ. Cười gì ông nội? Hí 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 à. Tự ti, tưởng ti gì, gì cái gì thừa cân thua gì em. Nhiều người ta cả 100 kg ta cũng tự ti, tự tin chứ có gì đâu tự ti. Cái đó giảm được mà. Dạ. Mà em trai, em nói ưu điểm khuyết điểm cho bên kia nghe đi. Dạ thì ưu điểm của em là siêng năng, chăm chỉ. Và không có biết hút thuốc và không thích nhậu nhạt nhiều. Tốt. Và em có đặc biệt ưu điểm rất là lớn của em là ý thức tự lập rất cao, bởi vì em sống riêng nên em phải tự lo mọi thứ và nội trợ em cũng đi theo luôn, là rất rất là tốt. Em sống một mình hả? Em ở riêng nhà, ở riêng khu vực anh Linh. Là nhà riêng của em? Không, em chỉ có đất đai riêng thôi, còn nhà thì em vẫn ở nhà của ba mẹ, nhà bự rồi mình ở một cái lầu riêng, cái lối đi riêng với một căn hộ, với căn hộ riêng nhỏ. À dạ. Yeah. Nhỏ riêng. Là tôi phải qua tôi coi. Dạ. Của nã gì quá trời vậy? Dạ. Chào cưng. Dạ, dạ chào chị. Tức là em có đất đai. Dạ mua rồi nhưng chưa xây. Dạ. Mua rồi đất là được rồi. Dạ. Dạ khó. Nhà thì dạ. Ở nguyên một tầng lầu luôn. Không, cũng như phân nửa, còn nhiêu là mình xây dựng nhà nhiều lầu của mình xây cho thuê rồi mình ở một căn nhà luôn. Dạ. Vậy dạ, đó, mà có ở chung với ba thì ở chung cái nhà bự á, nhưng mà em ở cái lầu riêng, lối đi riêng. Ừ. Cũng như ở căn hộ nhỏ mini riêng á. Không rồi. Không có ở chung, nghĩa là sinh hoạt nội trợ tự lo tự hết. Hiểu dạ, rồi, dạ. Có nghĩa là bây giờ em là chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ rồi. Giờ dạ. Chỉ cần hốt một bà vợ về. Dạ. Cất vô đó là xong đúng dạ, không? Dạ, em bỏ hết tuổi thanh xuân em vô mấy cái đó hết rồi. Đó, rồi bây giờ là dạ. Đến lúc hưởng rồi đúng dạ, không? Dạ dạ. Nãy giờ em nghe bạn bên đây nói chuyện, cái cảm nhận của em sao? Dạ thì em thấy bạn đó được, hiền, với lại cái mốc miếp cũng đúng ý em. Mốc miếp dễ thương đúng không? Dạ, mốc miếp tròn tròn nào cũng đẹp lắm. Mốc miếp dễ thương mà cưng dạ. Rồi đúng không? Dạ dạ, em khoái mốc miếp. Xấu gì không? Dạ, tật xấu thì em có mỗi là đói, xấu tính đói anh Linh. Đói hả? Đói bụng quá, mình ăn uống mình không có kiềm chế được cái sức ăn, mình ăn nhanh ăn nhiều, nhiều khi ra quán ăn sạch hay sẽ ông chừa miếng nào trong tô gì hết á. Không, cái đó tốt mà. Ý là hơi sĩ diện, hơi kỳ kỳ tự nhiên. Không có gì sĩ diện hết trơn, cái đó xưa lắm rồi. Bây giờ ăn không hết là mình gói mình đem về. Không có phung phí, không có sĩ diện để bỏ lại. Nãy bao nhiêu người không có cái ăn. Anh không có sĩ diện á. Hồng Vân nãy mới ăn còn như anh quơ hết trơn, sạch hết trơn. Mà xấu đói là cũng không có thua gì ai là anh đó. Dạ. Ông đói là ông cọc còn hơn gì nữa. Thấy ghê lắm luôn. Cái đó không phải tính xấu nha em không bao giờ được cho cái đó là tính xấu. Tại vì người ta thường ăn chừa lại miếng nước hay miếng gì cho nó dễ. Chừa gì hết trơn rồi á. Chừa hết. Dạ. Thôi buổi này nó chừa hết trơn. Trước anh đi ăn gì cái còn dư mấy cục giò nó, anh cũng hơi sĩ diện nó thôi. Để tối đem gì cho chó ăn. Rồi tối đâu có chó đâu, anh ăn không hết chứ. Dạ. Chứ mà cũng có gì đâu sĩ đâu, cứ làm tới đi sao. Dạ. Rồi vậy là tốt rồi. Dạ. Nói chung là dạ. ông mối. Ừ, sao? Đứng từ rào bên đây ha, tôi nghe bên đây á là tự nhiên tôi có một cái cảm giác là hai cái bạn này á rất là xứng luôn. À, yeah. Thiệt. Để tôi qua tôi coi xứng sao. Rất là xứng, xứng luôn. Là xứng sao. Với đàn trai tao hiền nha, nhiệt tình đó. Nha, cố gắng năng nổ luôn. Dạ, à. Chào anh ạ. Chào em gái. Mặt phu thê không? Ngộ lắm, có cái nét cái mặt ngộ lắm. Mặt phu thê. Phu thê. Ừ. Thiệt. Được. Để coi hồi sao. Em không thích điều gì ở đàn ông? À, dạ là tính vũ phu ạ. Vũ phu. Với lại em không thích hút thuốc. Này không có hút thuốc luôn. Dạ. Ở đây thấy hiền không bao giờ vũ phu rồi đó. Giờ dạ. Cả tuổi thanh xuân là bỏ vô đất đai với nhà đó. Cửa rồi. Lấy vợ thôi đó. Bây giờ là chỉ còn lấy vợ thôi. Dạ. Bây giờ mẫu hình lý tưởng của em là người đàn ông lý tưởng như thế nào? Dạ. Thì em thích một người đàn ông là thiên về gia đình và sống tình cảm, biết cách đối nhân xử thế. Ngoài ra thì cũng có công việc ổn định và biết lo cho cả gia đình hai bên. Ngoài ra thì cũng thích du lịch với lại thể thao một xíu. Tại vì em cũng thích những người hay thích vận động. À, thích dạ. Du lịch, thích thể thao xíu. Có du lịch thể thao không? Dạ, du lịch thì em hồi trước giận mình thì không có ai để đi nên không đi. Nên nếu có thì đi. Dạ. Chưa đi đâu luôn đúng không? Điên mình kỳ lắm, đi buồn lắm. Dạ. Còn thể thao dạ. Sao nè? Thể thao có không? Thể thao em có hết sờ đơn. À, hết sờ đơn. Thích hết sờ đơn tự vô người, thất vị để điểm. À, dạ. Dạ. Rồi vậy tốt rồi. Nói chung nãy giờ em nói ra thì anh cảm nhận bên đây cũng coi 90% luôn. Dạ. Em chỉ không? Có khuyết điểm là cái mái tóc hơi khiếm khuyết. Hả? Cái mái tóc hơi khiếm khuyết. Không khiếm khuyết. Dạ, hơi ít. Yên tâm đã có massage, yên tâm. Không có lo. Dạ, cái này cũng lý do chính lên đây, mái tóc tự ti á. Dạ. Đừng có tự ti, dạ. Tóc tai dễ lắm. Em không có tự ti cái gì á. Em là, chị khẳng định với em là những gì em đang có là em phải tự tin. Đúng thì rồi. Dạ. Em là một người, nói sao ta, gặp nói chuyện với em rất dễ cảm mến. Dạ. Cái khuôn mặt em nó thiện. Thiện từ đó.
không, cái khuôn mặt em nó thiện lành đó, người ta nói vậy đó. Dạ, rất là thiện lành. Mà cái đó là cái phụ nữ người ta rất cần. Thực sự rất là cần. Nói chuyện với người đàn ông đó tự nhiên mình cảm thấy mình yên tâm. Mình sẽ được gọi là bảo vệ, được chở che ha. Rồi bây giờ em nói về cái đường tình duyên á. Cái đường tình duyên đi ha. Đúng rồi. Đường tình duyên thì do em tự ti với cái mái tóc á nên em chỉ có dừng lại mức độ thích rồi không bày tỏ. Nhưng mà nói về mà cái quen biết ở trên thân thiết chút xíu thì ngày xưa có. Chứ không phải là tình yêu. Tự tình yêu nó phải có nhiều cái dành cho nhau nhiều thứ. Còn này chỉ quen biết trên mức thân thiết chút thôi. Giờ chưa có tình yêu. Dạ, tại vì do cái thời đó là cũng mới làm rồi, cái bạn đó cũng đi học rồi không có thời gian gặp, với cái tính tình không có thời gian, không có hợp nhau á. Dạ thì không ngưng. Còn tới đó giờ là do sợ nó chê mái tóc á, cái không á. Cái ơi, có người ta trọc lóc tao yêu mà có gì đâu. Dạ, thấy phụ nữ bây giờ không có yêu luôn. Dạ không, sợ người ta chê mình từ chối cái mình quê thì mình đâu có đến nỗi tệ nó, người ta chê nghĩa chỉ mái tóc thôi. Nhưng mà người ta chê cái mình lại quê, tại sao chắc người ta tưởng bị gì, nhưng mà vậy đó. Dạ chứ sợ người ta chê tại vì sao tóc tai phụ nữ thì không thích tóc bị. Một phần chắc lúc đó em cũng đang lo sự nghiệp quá đúng không? Dạ em lo làm nhiều thứ để có mấy cái điều tốt đẹp, em tự lập mà, em thích tự lập chứ không có thích. Chưa có tình yêu có bao giờ nắm tay bạn gái chưa? Dạ thì có cái mối quen biết nãy em kể là ngày xưa. Quen biết nắm tay rồi. Nắm tay có hung gò má có. Hung gò má thôi hả? Dạ không, thì nó trên thân thiết chút xíu. Ngày xưa cuối 2008 đầu 2009. Có 6 cái tháng rồi ngân. Chưa thân thiết gì mà dạ hung tay hả? Trên thân thiết chút xíu, trên thân thiết chút xíu. Là có hung rồi đúng không? Dạ có hung. Mà nên lâu rồi. Chưa có tình yêu nhưng có hôn rồi. Nhưng mà coi như vậy có nghĩa là nhà cửa, đất đai, vườn tược, thể xác, tinh thần gì của em á, nếu như hai bạn này bấm nút là bé này hưởng hết á. Dạ. Bé này hưởng hết luôn. Dạ. Đó nghe, ớ không? Bạn có mối tình mừng nào chưa? Nói coi, dạ. Tình yêu của mình sao rồi? Dạ em có tìm hiểu một anh khoảng 6 tháng ạ. Cũng 6 tháng, bên đây 6 tháng luôn. Nhưng mà cách đây hơn 2 năm rồi. 2 năm rồi dạ. Nhưng mà thân thiết tới mức độ nào? Thì cũng nắm tay rồi cũng đi ăn uống bình thường. Nắm tay ăn uống cũng hôn má thôi đúng không? Dạ, dạ. Rồi khỏe luôn, em cũng hốt hết luôn á. Dạ. Không có lỗi gì đâu hết trơn á, cho nên yên tâm ha. Dạ. Trời ơi. Hai người hợp ghê. Bởi tôi đã nói là nãy tôi nghe thôi là tôi đã thấy hai người nó có một cái gì đó làm như sanh ra dành cho nhau rồi. Dạ. Nhờ vậy bữa nay mới gặp nhau đây. Dạ. Ha, đi tìm một nửa của nhau đó. Dạ, em cảm ơn chương trình. Không thích con gái như thế nào? Không thích thì nhất là xăm trổ. Xăm trổ không có. Thứ hai là hung dữ. Không hung dữ, nhỏ này nhìn vậy là không hung dữ. Thứ ba là hay tụ tập nhiều chuyện. Không nhiều chuyện luôn. Thì em đang nói không thích đó. Dạ. Dạ. Không thích cái gì đó. Không thích là giống như là bất hiếu cha mẹ ông bà. Thì em đang nói điểm không thích đó. Dạ. Dạ, nói không. Có bất hiếu không? Dạ không. Không hề, không có là không có. Không thích gì nữa không? Không thích cái này tế nhị tính nói mà sợ. Kệ, đâu sao đâu, không thích mình cứ nói để người ta biết thôi. Giống như phụ nữ mà chân mày lật quá, em không thích. Chân mày lật. Đâu để tôi kiểm cái chân mày coi. Trời đó coi, thôi anh khỏi lo đi. Chân mày tôi nay trờ luôn, không có đi xăm luôn đó. Dạ. Mà chân mày ngon tóc lành. Tóc tai còn không lo, đừng nói chân mày vô đây. Dạ. Không thích chân mày lật. Cưng thiệt. Nhưng mà em muốn cái mẫu hình lý tưởng của em phải đẹp giống như ai? Phải như thế nào? Thì mấp mép, khuôn mặt dễ nhìn, rồi giản dị hiền lành. Rồi có gì làm không định gì đủ rồi. Trời ơi, nói thiệt luôn, giờ không cần hỏi cô bé này luôn á, chị khẳng định với em là những cái điều mà em muốn là 100% bên đây. Dạ, có. Dạ, em cảm ơn. Dạ, 101 luôn nè. Dạ. He, giờ để tôi hỏi bên đây. Bây giờ tôi hỏi khoan để tôi hỏi làm trai tôi cái. Dạ. Một cái lý do rất là kỳ, tự nhiên không thích chân mày lợt là sao? Dạ, giống như kiểu mà không có được lãng mạn á Linh. Ủa, chân mày lợt nó liên quan tới không lãng mạn. Dạ thì theo cá nhân em nghĩ là phụ nữ chân mày lợt thường thường giống như là không có độ lãng mạn. Không dám đâu. Dạ. Chắc có là ông coi không? Trong sách bói, sách tướng số rồi. Cái sách tướng số. Tướng số nói sao? Không, em không coi sách nhưng mà em hay suy nghĩ phụ nữ là siêu ngày lợt thì không có. Không có gì? Không có lãng mạn nhiều như mấy người mà hơi rậm rậm xíu. Tôi kể tới đi, tôi kể tới đi. Phụ nữ là chân mày lợt không lãng mạn lắm. Không thì em nghĩ thôi chứ không lỡ là không sao, chứ không phải là mình không thích là mình chân mày cái gì không quan trọng. Dạ. Quan trọng là con người ta thôi. Dạ dạ. Đúng không? Có nhiều người đó, thích đàn ông hói. Người thích chân mày lợt. Bây giờ đầu tiên chút xíu mở rào là cái điều đầu tiên là tôi yêu cầu bạn qua kiểm chân mày bạn qua đây. Dạ. Là xong, coi như là xong. Điều đầu tiên qua đây kiểm. Tôi coi trước á. Bị tóc ta muốn bê mà bắt buộc phải qua kiểm. Không lợt đâu nha. Đậm á. Chân mày như hai cái kiếm nhật luôn. Ôi mà giờ. Thôi đâu trời ơi. Thôi được rồi. Dạ. Bây giờ em gái đi với ai nè? Dạ em đi với bạn em ạ. Bạn đâu?
Thôi chào bạn. Dạ, bạn xin chào. Dạ thì xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân cùng tất cả quý vị ở đây. Thì lời đầu tiên thì cho em xin giới thiệu, em tên là Mỹ Lệ. Hiện em đang sống chung với bạn Hạnh. Đó. Thì đôi nét về bạn Hạnh là bạn Hạnh là một người là sống rất là thiên về tình cảm, rất là có hiếu với bố mẹ. Đó. Nhưng mà có cái là trong chuyện tình cảm á, bạn rất là nhát, cực kỳ nhát luôn. Đó. Là hơi ngố một xíu nữa. Thì còn về về bạn trai bên đây á Hạnh, thì lại thấy là bạn trai bên đây là đúng là cái người mà Hạnh đang tìm kiếm bấy lâu nay rồi đó. Đúng rồi đó. Đúng luôn ha. Thì hai bạn đã có cơ duyên để mà gặp nhau ở đây rồi, thì nên dành cho nhau thời gian nhiều hơn để tìm hiểu nhau. Hy vọng sang năm á sẽ nhận được một cái thiệp gì đó của Hạnh nha. Đúng rồi đó. Dạ, xin cảm ơn ạ. Chúc xin gặp một gái. Cái là nếu mà ưng cái là bấm liền luôn, khỏi cần chờ đếm nha. Bên đây ta sẵn luôn rồi đó. Ừ. Yeah. Chỉ tao thích chứ mày lỡ thôi. Rồi, thằng trai đi với ai? Dạ, em có đi với một chị đồng nghiệp cơ quan mới nghỉ hưu. À, chị Hà. Rồi. Dạ. Chào chị. À, em xin chào anh Quyền Linh và xin chào chị Hồng Vân. Dạ, đây bây giờ chị cũng thấy cái cô bé này rất là dễ thương nói chuyện nhỏ nhẹ, chân mày đậm theo ý em rồi đó. Mà nhưng bây giờ em cứ việc tiến tới đi và cho một cơ hội chị ăn đám cưới cho tụi em chứ. Đúng rồi, cảm ơn chị. Rồi. Nói chung là hai đứa này nó tương đồng tương thích lắm nha. Bé kia là bị mặc cảm về cái mái tóc mà không có bồ, cô này là mặc cảm về cái mức míp mà không có bồ. Đó không là không biết như gì đâu. Đó, dáng ngon mà. Đi tập rồi, đi tập rồi. Mà bữa nay tập mà phọt đẹp như vậy mà nó vẫn còn mặc cảm, nó coi chịu nổi không? Dạ. Bữa nào chỉ gì dân phương pháp tập cho. Đến đi. Rồi bây giờ mở rào nghe. Dạ. Mở rào nghe. Mở rào đi. Ưng một cái là bấm luôn em nha, không mở rào. Cười gặp cái là cười vui vẻ liền. Dạ. Dạ, tới luôn, tới luôn. Dạ. Anh hôm nay đến đây có một món quà với một cái bó hoa. Mà bó hoa này chân ra đây thì mở đèn gì nó đẹp hơn. Mở chưa? Mở chân cho đây, đó. Dạ. Đó, quá trời đẹp rồi. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Rồi, dạ. Mở món quà ra coi lại gì, đưa hoa cho. Đây, để mở đi. Dạ. Để tắt công tắc đèn. Để tắt công tắc đèn. Dạ. Rồi. Món quà này là nước hoa. Dạ. Anh nghĩ em thích nước hoa. Dạ. Thì anh tặng em nước hoa để em sử dụng để mình hẹn hò đi chơi cho vui. Dạ, cảm ơn anh ạ. Dạ. Trời ơi, các mùi luôn. Dạ, nó combo 5 mùi, 5 mùi hương. Anh nghĩ em thích hết 5 mùi luôn. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Em có một món quà tặng anh. Đây là cuốn sách Đáng Nhân Tâm. Dạ, em gửi anh. Dạ, em cảm ơn. Em thấy cuốn sách này ý nghĩa nên là em muốn gửi tặng cho anh. Anh cũng thích đọc mấy cái này, tại vì anh sống thiên về đạo lý. Dạ. Anh thích làm thơ về đạo lý lắm á. Dạ. Em có nghe anh tặng em một bài thơ về đạo lý cho em nghe. Đọc luôn. Dạ, có ạ. Để anh đọc bài thơ về đạo lý cho em nghe ha. Dạ. Tự anh có thích làm thơ nữa. Dạ, để mình hình đọc. Dạ. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ kết thúc, nỗi buồn nào cũng đến lúc qua đi. Vương vấn mà chi, suy nghĩ làm gì, cứ vui, cứ sống, cứ tình, cứ say. Có ai đâu mà sống mãi kiếp này, đời người ngắn ngủi hãy dành yêu thương. Cho nên mới có hai chữ vô thường, ai ơi hãy nhớ, hãy nhường nhịn nhau. Hãy yêu thương lấy tình nghĩa làm đầu, đừng sân si mà chửi nhau nặng lời. Khẩu nghiệp mình gieo tội lắm ai ơi, nhân quả là có, cuộc đời nặng mang. Dạ. Thơ tự làm luôn. Dạ dạ, em có khiếu làm thơ. Dạ. Đó, đó cuốn sách đó. Người đọc người mở quà. Nó mở nắng nót lắm lên, mở không xé gặp tôi nãy giờ xé banh ra rồi. Dạ. Em hy vọng bạn có thể đọc cuốn sách này vào mỗi sáng. Anh sẽ đọc nó. Dạ. Cảm ơn anh. Vâng, Dũng Linh. Chờ không được, đưa quà, lột cho nhanh thôi. Dạ. Đưa đây, đưa cái đó đây. Rồi, cảm ơn ạ. Bây giờ em thích nghe về anh hát cho em nghe tặng trước, từ em thích nhạc gì? Dạ. Anh cái gu anh là sở trường giọng cổ cái lương á. Còn em thích nghe trẻ hay là bolero hay dân ca gì em anh cũng được hết. Dạ, nhưng mà giọng cổ thì số 1 hơn. Dạ, em muốn nghe cái đó. Giọng cổ ha. Dạ. Ngày tháng hôm nay anh thầm mong mơ tình muôn thuở, thầm ước mong sao cho mối duyên ta không gian dở bao giờ. Không cách, không xa, không đợi, không chờ, làm quen nơi đây như tình yêu cổ tích.
càng hiểu cuộc đời nên không thể xa nhau. Ngồi ở chương trình này em đó anh đây, chỉ lặng nhìn nhau rồi trao lời tâm sự. Để đêm về anh thao thức tương tư, gom nhớ, gom thương, yêu thầm trong hư ảo. Rồi em gái đáp lại bài đi, thử xem. Dạ rồi, em hát không được hay nên là không sao, mọi không sao, người... Không sao. Anh hát bù qua bù lại cũng được sao? Dạ. Em hát một bài, một đoạn trong bài Cảm ơn tình yêu ạ. Dạ, được. Lần yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi ngừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Sao nhìn nhau không nói nên lời là sao? Dạ, anh thấy em thì hợp với anh. Hơi mất mép, hiền lành. Dạ. Dễ thương, anh nghĩ em hiền hậu rồi đó. Nó nghe giọng nói là anh nghĩ em hiền hậu rồi đó. Dạ, em cảm ơn. Rồi anh nghĩ em là, nói chung là giống anh là quyết quan tâm với người lớn là anh thích. Dạ. Còn anh tính nói với em một điều là anh có ý thức tự lập lắm. Dạ. Anh không có phụ thuộc nhiều người ai khác. Dạ. Anh thích thì tự mình tạo ra những cái giá trị tốt đẹp nhất cuộc sống cho mình. Chứ mình phụ thuộc người khác là mình bị động, mình phải tự chủ động thì nó hay. Thì về cái đó thì anh đã, tuổi thanh xuân anh đã làm hết rồi. Bây giờ mình chỉ phát triển lên thôi, nếu mà có hẹn hò tiến tới cuối cùng á thì phát triển lên chứ không có bắt đầu số không. Nên có đó em anh nói cho em để em hiểu yên tâm gì đó luôn, chứ không phải là mình nói có nó không nó có. Tại anh có sao nói vậy à. Anh rất là tự lập. Nhà có điều kiện nhưng mà anh không phụ thuộc. Anh thích tự tạo ra của mình. Còn cha mẹ sau này có cho mình gì cho với mình tự lo mình trước đi hay nhất. Rồi anh thêm nói một điều nữa là anh tới đây là với quan điểm rất là nghiêm túc, là đến đây là nghiêm túc kiếm vợ. Bấm nút chứ không có lên dạo chơi lãnh quà. Đúng. Em cũng vậy ạ. Tại vì khi mà tính em cũng nhát á, nên khi em đăng ký chương trình này là em cũng giống như là quyết tâm để mình thử cho mình một cơ hội. Rồi. Chứ em cũng không đến mà để chơi hoặc là lên TV. Đúng, giống anh. Nếu mà được thì khoảng bao lâu các bạn có thể tiến tới? Thì theo anh á, nếu mà trong năm nay thì tốt, thì sợ em thôi chứ anh trong năm nay thì được. Chứ kéo dài thì anh thì ok, năm nay thì được. Chứ... Em thì khi mà mình tìm hiểu mà đủ tin tưởng lẫn nhau thì có thể là cuối năm. Tại vì thì ba mẹ luôn. Dạ, ba mẹ em thì cũng hay hối em, mỗi lần mà gọi vào cho em á thì cũng hỏi là người yêu hay là đã có người yêu chưa. Rồi những người mà lâu ngày gặp em thì cũng hỏi là lập gia đình chưa. Nên là nhiều khi cũng em nghe hoài em cũng hơi áp lực một xíu. Rồi. Quan điểm về con cái thế nào? Thì anh thì trước mắt một đứa đi. Dạ. Giờ còn để mình còn tính tiếp nữa chứ nói trước bước không tới một đứa chứ. Em thì em không quan trọng mấy đứa. Tại vì em nghĩ là khi nuôi một người con mình phải có kinh tế ổn định. Dạ. Mình mới đủ điều kiện để chăm sóc con mình. Khi mà kinh tế mình ổn định thì mình có thể xin 2, 3, 4 vậy. Em đều chấp nhận được ạ. Nói chung em là hợp với anh thấy rất là ok á. Anh sẽ bấm nút á, nhưng mà giờ trước khi anh tới cái vụ đó thì anh sẽ hát cho em một câu cải lương ngắn cho mọi người đi vui luôn. Từ tới đây là cái gu anh là sở trường giọng cổ, thì giọng cổ thường nó buồn lắm. Nhưng mà anh cố gắng tìm ra những cái đoạn nào vui vui tặng. Nha. Tiến tới nắm tay của hát tặng cổ luôn. Nhìn thẳng vô cái hát luôn. Rồi. Anh hát ngay luôn nha. Em đúng là người mẫu mực, em như là thần tượng của anh. Hết thấy bà con lôi xóm xa gần, ai cũng đều mến em. Nhớ một mình em cũng đủ lắm rồi, nên chẳng cần nhớ ai. Rồi, bây giờ nè, đứng nguyên, hai người đứng nguyên. Đứng nguyên đi, bây giờ cứ nắm tay, hai nắm tay như vậy coi. Đó, nhìn thẳng mắt nhau đi. Trái tim của bạn trai thế nào, nói cho bạn gái biết đi. Em rất là thích em Hạnh. Thì anh chúng ta cùng bấm để cơ hội để cuối năm nay tiến tới. Trời ơi, cưới luôn đó, không tìm hiểu gì hết. Em quánh giá thế nào về bộ chân mày? Đúng rồi. Chính xác rồi, đi nhìn chân mày đi. Chân mày em có trang điểm, chân mày người ta có trang điểm rồi đó. Nói chung là cái đó về lý thuyết, còn thực tế thì có thể là mình không có nên quan trọng vấn đề. Đang nói về vấn đề sở thích thì mình nói thiệt thôi, chứ nói dối lòng làm gì. Nếu về cũ bôi cái make up ra, chân mày nó lập nhất thì sao? Dạ chắc Hạnh chắc biết ý chứ không có để vậy đâu. Dạ.
Bây giờ có thể đi xăm mà. Đúng rồi. Dạ. Nói chung anh thấy không. Em theo ý anh được á. Chân mày em đậm rồi, anh yên tâm đi ạ. Chân mày em, nói chung không phải chân mày không mà là em là cái mẫu người anh thích rồi đó. Đúng luôn á, dạ. Thiệt luôn á. Dạ thích. Hai cái khuôn mặt này là không có giống nhau nhưng mà dạ. Có cái nét phu thê kỳ rồi. Lắm. Em, dạ. Em cảm nhận thấy nào người đàn ông nhìn thẳng vào mắt anh ấy coi. Em cảm thấy anh là chân thật. À, người để mình có thể tin tưởng được. Rồi, anh cảm ơn. Hãy nói rút ruột, rút gan của mình ra về nhau đi. Thì mình cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu. Anh nghĩ chúng ta hợp rồi đó. Còn tìm hiểu là cái đó giống như là một cái gì đó nó thêm chút xíu thôi. Dạ. Chứ thực sự ra là hợp rồi. Chứ từng tuổi này thì nó cũng có một cái gì đó nó không nên quá khắt khe. Dạ. Anh nghĩ nên cơ hội là tốt nhất cho cả hai. Dạ. Rồi em về ghế không bấm. Còn gì để nói dạ. Nữa rồi. Thích bấm nút luôn. À, dạ. Nút đây. Các bạn thấy cảm giác đây là một nửa yêu thương của mình, bấm luôn, bấm nút luôn, không chờ đợi gì cả. Rồi xong bấm đó. Rồi. Còn bấm luôn rồi thôi rồi tôi với ông. Hỏi luôn. Dạ. Bấm luôn. Cho nó gọn. Dạ. Đó, thích nhau quá rồi bấm luôn, nắm tay luôn. Rồi, hôn nụ hôn đầu tiên. Dạ, anh xin. Đúng rồi. Không. Thiệt mà. Thiệt mà. Đầu tiên luôn. Làm tới luôn. Anh không. Anh hoành tráng vậy? Không. Không được. Không được, phải hôn tráng là cha, hôn con, còn đây là đây là bạn trai không bạn gái. Đó dễ nhẹ nhàng cái tóc nào. Ra, đúng lâu rồi. Lâu chút nha. Nào, đó nhẹ nhàng vô. Đó, một tay. Lâu lâu chút. Bóp cổ có bóp cổ ngay lên có bóp cổ. Dạ. Dạ được. Có bóp cổ được. Dạ có. Có bóp ép vô luôn. Đấy, đó, ta nói là có duyên có phận nó vậy dạ. Đó, nhanh lắm. Dạ. Chỉ cần nhìn thấy nhau đã yêu nhau rồi. Dạ. Cưới vợ là cưới liền tay ngay trong năm nay á trong là nay. Rớt liền bây giờ này 31, 38 rồi. Đúng dạ. Rồi. Đúng không? Dạ. Không thời gian không chờ đợi nữa. Bây giờ hứa với ba mẹ của bạn gái gì đi, coi như ba mẹ bạn gái đang theo dõi truyền hình đó. Dạ, con xin phép hai bác cho con được tìm hiểu làm quen em Hạnh để tiến tới hôn nhân nghiêm túc trong năm nay. Con hứa là sao? Con hứa sẽ yêu thương, lo lắng và bảo đảm hạnh phúc. À, bởi vì con là người có ý thức tự lập nên hai bác cứ yên tâm. Dạ. À, Hạnh không có nói gì với ba mẹ của anh. Dạ con chào hai bác ạ. Hôm nay con với anh gặp nhau ở đây là một cái duyên. Thì con với anh sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Nếu mà có duyên thì tụi con sẽ tiến tới hôn nhân ạ. Được rồi. Hai đứa sớm thông báo tin vui chương trình nha. Dạ. Hôm nay là ngày rất là đặc biệt rồi đó.